Em Chí xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em đang có mặt tại The Garden Mall. Thì The Garden Mall này hồi xưa là Thượng Kiều Plaza nha anh chị. Khi xưa thì ba tòa tháp này thì nó màu hồng. Thì sau này tụi The Garden Mall thì thuộc về màu xanh lá anh chị ha. Thì khu vực Thượng Kiều Plaza này nói chung là rất là nhiều điều bí ẩn trong khu vực Thượng Kiều này. Cũng có người nói về mặt tâm linh, cũng có người nói về mặt này mặt kia. Nhưng mà hiện tại thì em thấy vẫn kinh doanh mua bán ở dưới từng chợ anh chị. Kinh doanh mua bán cũng như là ẩm thực ha. Và cũng phòng tập game cũng vẫn có. Khu vực này cũng thuộc về chợ lớn anh chị. Đây là khu vực kinh doanh mua bán của The Garden Mall. Về những ẩm thực cũng như là những đồ hoa, người qua nấu anh chị. Và cũng có mặt hàng, cũng đồ Hàn Quốc cũng có, cũng như mấy món lẩu nè anh chị. Là mẫu lẩu Đài Loan cũng vẫn có ha. Nhiều mặt hàng, nhiều món đồ ở bên khu vực này. Về kinh doanh, về mặt hàng cũng như băng dim sum. Thì khu vực Thượng Kiều Plaza này nói chung là nhiều điều bí ẩn ở khu vực này. Mà cũng nhiều người, mỗi người nói mỗi kiểu anh chị. Thì mỗi chuyện tâm linh mà. Nhưng khu vực này cũng còn kinh doanh mua bán, em thấy cũng rất sung túc ở khu vực bên dưới. Cũng bao nhiêu sum, cũng có khách hàng, cũng vào ăn cũng bình thường anh chị ha. Cũng đông đúc, tùy theo bữa, cũng có bữa mà nó hơi ẩm đạm, cũng hơi vắng, cũng vẫn có. Thì thẳng tới thì khu vực bên tới thì chuyên bán về phụ tùng xe máy anh chị. Bên phụ tùng xe máy thì bên đoạn này thì kinh doanh từ xưa đến giờ về phụ tùng, các loại phụ tùng luôn, về xe máy luôn chị. Đây là em trái nha. Thì sáng thì các mặt hàng các cô chú thì dọn ra bán đây. Hiện tại thì 9 giờ sáng các cô chú thì bán những mặt hàng bên đây, thì bán mặt hàng về những điền xe và những vỏ xe. Bên đây cũng như là bán mặt hàng cũng như là cuộc xe, vỏ xe, điền xe và các mặt hàng nhiều lắm anh chị. Thì thời điểm này kinh doanh em cũng thấy là cũng rất là thưa thớt luôn, cũng rất là vắng. Năm nay thì thông tư mới ra đời, thông tư 24 ra đời. Thì cái nghị định mới thì về xe cộ thì buôn bán cũng rất là chậm. Mấy vấn đề mà xe cũ mua thu hồi biển số này kia rồi anh chị. Bên đây thì bán về mặt hàng vỏ xe nè. Những vỏ xe hàng nhập khẩu, hàng Việt Nam cũng vẫn có ha. Và những vỗ xe, vỏ xe đầy đủ. Bên đây thì mẫu xe đạp cũng vẫn có. Thì khu vực này thì băng thông ra được nhiều ngã. Một ngã đường thì băng ngay đường Tạ Nguyên, một ngã đường ra đường Nguyễn Chí Thanh, và một bên về Hồng Bàng, một bên về đường Thượng Kiều. Nói chung là cũng thông ra nhiều ngã anh chị. Đây anh chị thấy là năm nay thì kinh tế, mua bán kinh doanh mọi mặt đều rất là xuống dốc trầm trọng luôn. Bên đây cũng là vắng nè. Bên đây anh chị thấy rất là vắng luôn, vắng khách trầm trọng luôn để mua các mặt hàng bên đây. Mặt hàng xe cộ cũng xuống dốc, mua bán cũng không có sung túc như hồi xưa. Xưa đường này rất là đông, mặt hàng mà chen chúc nhau mà mình mua, mình lựa hàng và những khách hàng nó thay đổi á gì. Những mẫu xe, những mẫu ốc kiểu hay là những vỏ xe mới hay là những bẩn xe, màu xe nè, thay đổi rất là nhiều. Còn hiện tại thì năm nay thì nó ảm đạm theo cái tình hình về kinh tế toàn cầu mình. Vậy thì chị thấy cái đoạn đường mà buôn bán kinh doanh như thế này, nó vắng que như thế này, không thấy ai mà gọi là mình mua mà gọi là đông đúc luôn, không thấy luôn. Chỉ thấy là những người bán hàng như thế này thôi. Em thấy là những người bán hàng như thế này nè, những cái sạp tiệm hàng thì ngồi bán hai ba người ngồi bán thôi anh chị, không có thấy mà khách hàng mà đứng vô mua mà lựa hồn những mặt hàng kinh doanh mua bán như thế này. Đoạn đường bên ngoài đây là đoạn đường Tạ Nguyên anh chị ha. Để em cập nhật một số đoạn đường bên đây cho anh chị xem là kinh doanh mua bán như thế nào. Đây là về khu vực Tạ Nguyên. Bên đây thì con người qua sống rất là nhiều. Con người qua thì bên đây thì kinh doanh về là mẫu cơ khí, về như là máy bơm trợ lực hay là xích dây này, rồi những ống nước hay là những loại nhựa mũ, những bánh xe, những
mặt đạn đồ rất là nhiều luôn. Bên khu vực kinh doanh mà về cơ khí này hiện nay thì cũng rất là ảm đạm, rất thưa thớt luôn. Thì những mẫu máy như người ta vận hành thì còn phát triển, người ta làm kinh doanh rất là nhiều. Mặt hàng kinh doanh người ta làm ăn lên làm ra thì người ta sẽ chạy máy rất là nhiều, thì sẽ hư hao thì ra đây sửa tới sửa lui hoặc là mua hàng thay vô. Thì hiện tại thì những mẫu mã mặt hàng kinh doanh ở ngoài đây thì em thấy rất là vắng luôn, vắng khách mà để đi mua mình thay đồ anh chị. Tại vì hiện tại thì những mặt hàng ở xí nghiệp công ty đâu còn chạy máy gì nhiều đâu mà hư hao hay là sửa chữa mà để ra mua mặt hàng để thay đổi. Tại vì bây giờ thì những doanh nghiệp, những công ty bây giờ thì cũng phá sản rất là nhiều, cũng ngưng lại những công việc rất là nhiều, cũng sa thải hết rất là nhiều, cũng công nhân hay công nhân viên bán hàng rất là khó khăn trong năm nay, và kéo theo những hệ lụy cũng như là những mua bán kinh doanh cũng như là mặc đồ cơ khí ngoài đây luôn. Nói chung là mỗi cái mặt hàng mà kéo theo là anh chị nghĩ là bất động sản thì kéo theo về vật tư xây dựng, thì những cái máy móc mà bên công ty hay doanh nghiệp thì kéo theo những cái hệ lụy như thế này, bán đồ cơ khí, sửa chữa máy móc. Bởi vậy không phải là một người làm ăn không được đâu, mà nó kéo theo rất là nhiều người, và kéo theo những công nhân viên và những công nhân và những nhân viên bán hàng luôn anh chị. Đuổi nghỉ rất là nhiều, một số cắt giảm cho thôi việc, và một số thì còn trụ lại số ít để Sài Gòn này để duy trì công việc thôi. Thì một số cắt giảm đi thì người ta đi về quê một phần, một phần thì người ta đi về vùng ven để mình có công ăn việc làm. Tại vì về quê cũng không có cái gì mà để làm trong công việc để ổn định, thì người ta chịu khó người ta sẽ về vùng ven người ta làm tháng 5-6 triệu gì đó, đó thuê nhà trọ người ta lo cuộc sống gia đình, lo con lo cái anh chị. Thì hiện giờ thì lo con lo cái thì cuộc sống cũng rất là khó khăn bấp bênh. Đây cuộc sống hiện nay, hiện nay thì nói chung là kinh tế xuống rất là nhiều, mọi mặt, mọi người mà buôn bán kinh doanh mà muốn mua một mặt hàng gì đó hay là muốn bán một mặt hàng gì đó cũng rất là gọi là suy nghĩ cân nhắc. Người muốn mua thì cũng rất là cân nhắc để mua, còn những người muốn bán cái mặt hàng đó thì nói chung là không ai mua anh chị. Nó đâm ra là cái dòng tiền của nó xoay chuyển không kịp để phát triển, mà nó xoay chuyển vòng vòng, nó làm kinh tế mình nó suy thoái đi cái số tiền tệ. Bởi vậy bây giờ mà buôn bán kinh doanh bây giờ thì thấy không, rất là khó khăn luôn. Mọi người mua thì phải chọn lựa kỹ, còn mọi người bán thì rất là vắng, rất là ế. Bây giờ đồng tiền rất khó khăn, không có sử dụng mà bừa bãi hay là như thế nào cũng được. Thì bây giờ là phải nhìn kỹ mà để mua, để xài nó cho độ bền. Bây giờ những mẫu mã mặt hàng kinh doanh mua bán ở khu vực bên đây thì chuyên về bán về heo quay, thịt quay. Hồi xưa nói về các khu vực Tạ Nguyên này là tôm họ Tường như thế, là bán rất là nhiều về mẫu mã heo quay, thịt quay như thế này. Đây là anh chị thấy không, những mẫu mã mặt hàng thịt quay, heo quay bán rất là đông về mặt hàng bên đây. Bánh mì heo quay, thịt quay này nè, loại mặt hàng bên đây là bán có tiếng hồi xưa đến giờ anh chị. Sư Nguyên Giải này là bán mười mấy tiệm luôn á, bây giờ cũng còn ở 4-5 tiệm mà là người ta nghỉ hết một lọt rồi. Tại vì kinh doanh chậm quá, buôn bán ế vắng quá thì người ta thay đổi kinh doanh, người ta chuyển qua nghề khác. Có người thì vẫn trụ lại buôn bán theo gia truyền cái nghề nghiệp của người ta, bây giờ thì buôn bán rất là chậm luôn. Em sẽ di chuyển về bên đây cho anh chị coi những bán mặt hàng cơ khí như thế nào ha. Bên đây là mặt bằng canh đốc, anh chị thấy không? Một cái canh đốc buôn bán kinh doanh như thế này anh chị vẫn thấy nè, rất là đẹp mặt bằng luôn, rất là đẹp luôn. Nhưng mà không thấy ai mà gọi là đầu tư về kinh doanh mà cái mặt hàng canh đốc đó. Hồi xưa thì tranh nhau mà bán mặt bằng canh đốc đó, tranh nhau mà mình phải chọn cái bằng như thế đó rồi bán mới ăn lên làm da được anh chị. Tại vì nó mặt tiền nó rất là gọi là đẹp á. Còn bây giờ thì người ta phải tháo chạy bỏ mặt bằng như thế luôn anh chị. Bên đây thì anh chị vẫn thấy những mặt hàng của cơ khí nè. Anh chạy nãy giờ mà không thấy khách mà vào mua trong cái mặt hàng bên đây luôn. Không có chọn lựa được hay là không có mua được như thế nào, hay là không có khách hàng, anh nghĩ là không có khách hàng luôn anh chị.
từ mẫu cơ khí điện máy và từ mẫu mấy cơ khí bán những mặt hàng nhỏ lẻ như thế này, những bánh xe hay là những cái đồ đẩy xe hay là những ốc tán luôn nè, cũng vững vắng luôn. Tiếp tới đây thì bán sơn xe nhập khẩu hay là hàng Đài Loan luôn nè. Về những mẫu mặt hàng điện như linh kiện máy nén thủy lực hay là máy nén hơn nén khí luôn nè, cũng vẫn vắng khách hàng. Một cái cửa hàng mà mở ra như thế này anh chị thấy là đóng cửa cũng rất là nhiều tiệm luôn, như cửa hàng bên đây như là đóng cửa nè, anh chị thấy không, rất là nhiều tiệm đóng cửa như thế này. Hồi xưa người ta cũng là bán về cái mặt hàng cơ khí, bây giờ mà phải đóng cửa tiệm luôn, ế quá, vắng quá, đóng tiền mặt bằng, đóng tiền kinh doanh thì cuộc sống hàng ngày nữa, đâm ra thì càng ngày càng lỗ vốn, lỗ vốn thì càng ngày thì dẹp tiệm luôn, vậy đóng cửa mặt bằng luôn. Bên khu vực này thì nhiều mẫu mã mặt hàng bán như là dò nước và dò máy bơm rồi nè, cũng ngân hàng cũng có luôn, nhưng mà hiện tại thì cũng rất là quán khách, mà lượng khách đi vô gửi tiền hay là đi vô vay tiền luôn anh chị. Như thế mở một cái cửa hàng như thế này mà vắng như thế này, đây là đóng cửa luôn, đóng cửa than gài, đóng cửa thẳng luôn á, là không còn kinh doanh mua bán gì nữa hết luôn á, bán ế quá, vắng quá mà bây giờ mà đâm ra mà dán duy trì nữa lỗ vốn, thâm vốn nữa là có nước là đóng cửa như thế đó luôn. Bên đây là mặt hàng căn gốc, mặt bằng căn gốc như thế này, những tòa nhà như thế này rất là đẹp luôn, cũng không ai dám đầu tư mà vô mà để thuê luôn anh chị. Căn gốc như vậy thì chỉ số một tiền ra kinh doanh mua bán rất là thuận lợi ha, mà bây giờ là đóng cửa luôn, không có ai dám đầu tư luôn luôn, muốn một cái mặt bằng đó cũng cả trăm triệu. Bây giờ mà bán không được, bán không được thì anh chị cứ nghĩ là như thế nào. Hiện tại thì bán không được thì có thể là cầm cự cái cứ cầm cự không à, rồi lỗ vốn từ từ là đóng cửa luôn, và có thể là phá sản. Hiện tại thì phá sản đóng cửa rất là nhiều trên các mặt hàng ẩm thực cũng phá sản, thời trang cũng phá sản, mà giờ về mặt cơ khí cũng bây giờ bắt đầu dần cũng phá sản, đóng cửa hàng loạt từ từ. Bên đây cũng gắng duy trì để bán những mặt hàng kinh doanh như thế này, thì khách mua hàng thì cũng lây lất 1-2-3 người, mà người nào may mắn thì khách mua hàng thường xuyên, không may mắn thì cứ nằm yên bất động mà để cho thời gian cho qua đóng tiền thuế, tiền má, rồi tiền ăn uống, thì kinh doanh ngày lỗ vốn này kia rồi. Nhưng bên đây là bán những cái mặt hàng tiền búa đâu nè, và những mặt hàng tủ nhựa đồ để chứa mấy cái đựng mấy mặt hàng tiền búa mà cơ khí ốc vít đồ này. Bên đây là cũng như là một cái chợ mà gọi là chợ đồ cơ khí luôn á. Hiện tại thì kinh doanh không suôn sẻ được trong năm 2023 hiện nay. Hai bên mặt hàng thì bán đồ cơ khí hết toàn bộ luôn anh chị. Nhưng mà anh chị thấy từ tuyến đường bên đường và tuyến đường bên đây thì cũng vắng như nhau. Anh chị vẫn thấy vắng như nhau ha. Khách hàng thì mình vẫn không thấy ở đâu. Mà hiện tại thì anh chị vẫn thấy ha. Nó vắng que như thế này. Tuyến đường thì càng ngày càng vắng. Đóng cửa thì lại càng ngày càng nhiều. Thì những người còn trụ lại thì người ta dán duy trì, người ta dán gồng lỗ để dán cố gắng để qua năm 2024 có khởi sắc trở lại, người ta kinh doanh tiếp tục để phát triển lại cái ngành nghề của gia truyền người ta ở bên khu vực đường Thảo Nguyên này. Cũng như bên đây anh chị vẫn thấy nè, đây là mặt bằng cho thuê nhà nguyên căn 9m mà dài 50m, 2 tầng như thế này. Cái này là có thuê khoảng mấy trăm triệu anh chị. Mà hiện tại thì bây giờ cũng kinh doanh mua bán thì không nổi, thì bây giờ cũng đóng cửa cho thuê, đóng cửa than cài. Bên khu vực này thì bán về xích nè, rồi bán về những đồ nhựa đâu nè. Kinh doanh mua bán trưng bày mặt hàng như thế này mà không ai mua, rất là khó khăn thời điểm hiện nay luôn anh chị. Mọi mặt hàng bỏ tiền ra là cả trăm triệu, cả tiền tỷ luôn, mà bây giờ mà kinh doanh nha bán nhỏ lẻ mà lấy mặt hàng không được, mặt hàng nhỏ lẻ lấy đồng lời không có, buôn bán càng ngày càng thất thu, đâm ra lỗ vốn phá sản rất là nhiều luôn anh chị. Bởi vì những mặt hàng kinh doanh mua bán như thế này thì anh chị thấy rất là công nghiệp tiểu thương, kinh doanh mua bán mà nó dán như thế này những mặt hàng
Dạ em có đã cập nhật một số tình hình ở về khu vực quận 5, về khu vực mua bán xe hay là bán đồ cơ khí cho cô chú anh chị cập nhật thêm. Dạ em xin chúc cô chú anh chị thật nhiều điều hạnh phúc và vui vẻ trong công việc. Dạ em xin dừng clip tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.